Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 95. Một ghẻ mặt người ngày nay. Quán cừu lớn nhất trên thế giới không gì hơn sát sanh. Nếu giết chúng sanh sẽ tới đòi mạng. Vậy phải làm sao? Hòa Thượng nói, chỉ cần thành tâm sám hối, sửa đổi làm người mới, tạo nhiều công đức có lợi cho chúng sanh mới có thể tiêu trừ các nghiệp xưa. Hòa Thượng kể, vào năm 1945, tại Thừa Thiên Tự, Tô Châu, Trung Quốc, có vị Hòa Thượng trụ trì, tuy là Phật giáo nhưng là tin theo ngoại đạo, thờ cúng Hồ Tiên, Hồ Ly. Cho nên Hồ Tiên ra vào chùa tự do, người và Hồ Ly sống hài hòa với nhau. Hòa Thượng thủ tọa Đại Minh đã từng triều bái Tứ Đại Danh Sơn, là vị rất có đức hạnh. Khi Hòa Thượng nhập thất duyệt đọc Kinh Đại Tạng, Hồ Ly cũng tới chỗ nhập thất của Ngài mà đồng tu. Lúc Hòa Thượng xem kinh thì nó nằm ngủ trên tấm nệm lễ Phật của Ngài. Khi Ngài muốn lễ Phật thì Ngài bảo nó, ta muốn lại Phật đó, người tránh ra coi. Thì nó ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Đợi khi thủ tọa lại Phật xong, nó quay trở về ngủ trên nệm đó. Ngày nào cũng vậy, trải qua một thời gian dài, hai bên trở thành đôi bạn đạo. Một ngày kia, Hòa Thượng thủ tọa hơi bực dọc, nên lúc muốn lại Phật, nói sẵn với Hồ Ly, nếu ngươi không tránh ra, ta đánh chết ngươi bây giờ. Hồ Ly trừng mắt nhìn không nhúc nhích, xong nhắm mắt lại giả vờ ngủ mê. Nó nghĩ, thầy là người xuất gia có tâm từ bi, mở cửa phương tiện, cho nên nó làm biếng không đi. Bây giờ thủ tọa nóng giận nói, người có lý nào là khách mà muốn lấn át cả chủ hả? Ta đánh chết người đây. Thủ tọa vừa nói vừa lấy cây hù dọa nó, nhưng Hồ Ly vẫn ngủ lì trên đệm. Thủ tọa trong phút nóng nảy lỡ sáng cây xuống làm vỡ đầu Hồ Ly. Thế là thủ tọa phạm giới sát, nên trong tâm rất hối hận, không biết phải làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, hốt nhiên thủ tọa nhớ ra có người nói, nếu đánh chết Hồ Ly nên lấy thịt nó cho người khác ăn, tức sẽ tiêu nghiệp sát. Vì thế thủ tọa vội lột da nó rồi biếu xác nó cho người, và nghĩ rằng thế là xong việc. 7 ngày sau, trong thiền định, thủ tọa hốt nhiên nghe tiếng Hồ Ly nói, tôi đã đến Diêm Vương thưa thầy, bắt thầy phải bồi thường sanh mạng cho tôi. Nghe xong, thủ tọa hết sức kinh hãi, bắt đầu niệm chú Đại Bi. Bởi có thần lực của chú Đại Bi gia hộ nên Hồ Ly không đến gần thủ tọa được. Hồ Ly bèn chiêu tập một số âm binh tử trận Nhật Bổn bắn pháo đạn vào thủ tọa, nhưng bắn nhiều ngày cũng không trúng thủ tọa. Tại vì sao? Vì thủ tọa đã tập trung tư tưởng tụng chú Đại Bi, không rời chỗ ngồi, cho nên pháo đạn chỉ rơi hai bên trái phải của Ngài mà thôi. Trải qua nhiều ngày, thủ tọa không ăn không uống, ngay phút chốc sức lực cùng tận. Tinh thần hoảng hốt đó, đầu gối thủ tọa không may bị trúng đạn, và âm binh Nhật Bổn lập tức phân tán. Thấy chúng rút lui, thủ tọa rất đắc ý, tưởng là sau này sẽ được bình yên vô sự. Ai ngờ vừa mới khởi vọng tưởng này, thủ tọa lập tức cảm thấy đau nhói ở chỗ bị trúng đạn, và cúi xuống nhìn thì thấy đầu gối mình bỗng xanh một ghẻ mặt người, có miệng có răng, vừa sưng vừa đau. Thủ tọa trị liệu thuốc men gì cũng vô hiệu quả. Có người bày với thủ tọa rằng nếu đắp thịt lên một ghẻ mặt người thì sẽ bớt đau nhất. Thủ tọa thử xem, quả nhiên có hiệu nghiệm. Nhưng đến lúc một ghẻ mặt người ăn hết thịt rồi, nó lại hành nhức nhối trở lại. Cứ vậy mà thủ tọa bị một ghẻ mặt người hành hạ, khổ không kể xiết. Qua nhiều ngày thống khổ, thủ tọa giác ngộ rằng chỉ khi nào tiêu trừ được nghiệp chướng mới miễn trừ được sự đau khổ. Do đó, Ngài chân thật tu hành, không còn so đo tới sự đau nhức nữa. Ngài nhẫn chịu trăm phần khổ sở, nhất tâm lại Phật, sám hối nghiệp sát. Qua 3 năm sau, vết thương của thủ tọa mới lành. Do đây, chúng ta mới biết rằng nghiệp báo sát sanh là lợi hại nhất. Các vị nhớ đừng sát sanh mà làm nhiều công đức phóng sanh.